Xin chào tất cả quý vị, tôi là Bob Reina, sáng lập và giám đốc điều hành QRA. Tôi hỏi rất nhiều người cùng một câu hỏi và đây là sự thật. Hầu hết mọi người hoàn toàn không thể đạt được ước mơ của họ thông qua những gì họ đang thực hiện. Trong thực tế, bạn có hai sự lựa chọn. Số 1, sự ổn định bền vững. Số 2, tăng thu nhập để thực hiện ước mơ của bạn. Và ngay bây giờ có một sự thay đổi lớn đang xảy ra. Ngày càng nhiều người xây dựng kinh doanh online tại nhà. Kinh doanh online là một xu thế. Mô hình kinh doanh online mới bắt đầu sau 10 giây. Bởi vì ngày nay lối sống lý tưởng sẽ như thế này: sở hữu doanh nghiệp của riêng bạn, làm việc tại nhà và có cả hai, không giới hạn thu nhập, chủ động về thời gian và tài chính. Bởi vì các sản phẩm độc đáo của chúng tôi là siêu trái cây số 1 mới thế giới. Nó sẽ giúp cho bạn giảm cân và tăng năng lượng, làm cho bạn trông trẻ hơn mỗi ngày. Chúng tôi có siêu trái cây số 1 mới, nhà khoa học số 1 và phương pháp chữa bệnh số 1 mà tôi gọi là bệnh viêm màng túi. Đó là bệnh gì? Căn bệnh này có nghĩa là bạn không có đủ tiền mua những thứ bạn muốn và bạn cũng không có đủ tiền mua những thứ bạn cần. Và đây là giải pháp cho bạn. Kế hoạch trả thưởng nhanh nhất trong ngành Network Marketing. QRA trả tiền cho bạn chỉ sau 5 phút, nhanh nhất trong lịch sử ngành này. Các chuyên gia trong ngành gọi là kế hoạch trả thưởng số 1 trong toàn ngành. QRA đã phát triển công nghệ độc quyền cho phép chúng tôi trả tiền hoa hồng trong vòng 5 phút cho dù bạn bất kể ở nơi đâu trên toàn thế giới. Trước khi tôi chia sẻ cách khác nhau để được thanh toán, tôi muốn tiết lộ thu nhập của chúng tôi. Xin lưu ý rằng QRA là một cơ hội kinh doanh mang lại thu nhập tiềm năng không giới hạn. Tuy nhiên, QRA không đảm bảo thành công về tài chính. Thành công với QRA chỉ có được nhờ sự nỗ lực phấn đấu, bán hàng thành công. Điều này đòi hỏi sự lao động chăm chỉ. Chúng tôi không chỉ có kế hoạch trả thưởng nhanh nhất trong lịch sử, chúng tôi cũng là một trong những công ty trả thưởng cao nhất. Vì vậy, cho dù bạn là người mới tham gia hay bạn là một trong chuyên gia trong ngành, bạn sẽ hoàn toàn thích kế hoạch trả thưởng này. Hãy xem 7 cách mà bạn có thể được trả thưởng. Số 1, tiền thưởng từ khách hàng. Số 2, tiền thưởng khởi động nhanh. Số 3, thưởng tốc độ. Số 4, hoa hồng nhóm. Số 5, matching bonus. Số 6, thưởng thăng tiến cấp bậc. Và số 7, thưởng phong cách sống. Cách kiếm tiền đầu tiên là tiền thưởng từ khách hàng. Khi bạn trở thành người quảng bá, bạn bắt đầu xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng của mình. Nó đơn giản như thử, yêu và chia sẻ. Chúng tôi biết rằng khi mọi người dùng thử sản phẩm, họ sẽ hoàn toàn thích nó. Bạn sẽ kiếm được tiền từ đơn hàng đặt hàng đầu tiên của khách hàng và những đơn hàng tiếp theo của khách hàng. Và xây dựng cơ sở khách hàng có thể là một nguồn thu nhập tuyệt vời. Nó sẽ lập tức và lâu dài. Cách thứ hai để kiếm tiền đó là tiền thưởng khởi đầu nhanh. Cho mỗi nhà quảng bá mà bạn đăng ký, khi họ mua một gói sản phẩm, bạn sẽ kiếm được từ $20 đến $250. Cách thứ ba là tiền thưởng tốc độ. Không có công ty nào trên toàn thế giới có phần thưởng này. Giống như hầu hết mọi người, bạn cần kiếm tiền ngay bây giờ để thanh toán tiền nhà, tiền mua xe và các hóa đơn thẻ tín dụng. Và đây là lý do tại sao chúng ta có phần thưởng tốc độ, giúp bạn kiếm được $500 không giới hạn khi bạn giới thiệu ít nhất 2 người khách hàng hoặc 2 người kinh doanh quan tâm đến cơ hội QRA. Cách thứ tư là hoa hồng nhóm. Hoa hồng nhóm được tạo ra, bạn kiếm được thu nhập không chỉ nhờ nỗ lực của bạn mà còn nỗ lực của toàn bộ đội nhóm của bạn. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ đồng ý rằng chúng ta biết ít nhất 2 người muốn kiếm tiền và họ cũng như vậy. Bạn có biết không, nếu bạn làm theo những con số đó thì chỉ chưa đầy 1 năm bạn sẽ kiếm được từ những nỗ lực của hơn 4.000 người. Vì vậy, điều gì nghe hấp dẫn hơn? Chỉ kiếm tiền từ nỗ lực của riêng bạn hoặc kiếm được từ nỗ lực và công sức của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người? Nếu bạn dừng lại và nghĩ về điều đó, có rất nhiều giá trị đã được mang lại trong cuộc sống của bạn nhờ sự nỗ lực của cả nhóm. Xe của bạn không tự nhiên mà có, nhà của bạn không tự nhiên mà hình thành. Nếu bạn muốn tự do về tài chính và thời gian, thu nhập của bạn không tự nhiên mà đến. Để đủ điều kiện nhận thu nhập nhóm, cá nhân bạn phải bảo trợ ra 2 người và bạn kiếm được đến 20% doanh số nhóm bên nhánh yếu hơn. Hoa hồng nhóm được trả sau mỗi 5 phút và không giới hạn tầng, lên đến $50,000 mỗi tuần. Để tôi cho bạn thấy cách thức hoạt động. Khi nhóm của bạn bắt đầu phát triển và những người trong nhóm có điểm doanh số, trên mỗi gói sản phẩm bán ra mỗi tháng, cấp bậc và thu nhập nhóm của bạn sẽ tăng lên. Ví dụ, chỉ sau 5 gói sản phẩm, chỉ cần 5 gói sản phẩm được bán ra trong nhánh yếu của bạn mỗi tháng, bạn sẽ đạt được cấp bậc Star và kiếm được $250 mỗi tháng nếu bạn có tổng cộng 20 gói sản phẩm được bán ra.
bởi nhóm của bạn, bên nhánh yếu của bạn. Bạn sẽ đạt cấp bậc Shooting Star, tức là thu nhập khoảng $2,000 mỗi tháng. Mỗi chúng ta tổng cộng 100 gói sản phẩm được bán ra bởi nhánh yếu mỗi tháng. Bạn sẽ đạt cấp bậc Super Star và thu nhập $10,000 mỗi tháng, hoặc hơn $100,000 mỗi năm. Mục tiêu cao nhất của bạn là có được 5,000 gói sản phẩm bán mỗi tháng. Con số này tương đương thu nhập $500,000 mỗi tháng. Cách thứ năm là tiền thưởng matching bonus. Bạn sẽ kiếm được tiền thu nhập trên thu nhập của những người trong đội nhóm của bạn mà do cá nhân bạn bảo trợ, và thu nhập trên thu nhập của nhóm của họ, và cứ như vậy, tiền thưởng lên đến 80% thu nhập của nhóm qua 7 cấp độ bảo trợ. Điều này cực kỳ thú vị bởi nó cho phép bạn kiếm được thu nhập trên thu nhập của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trong hệ thống của bạn. Chúng ta đều biết mọi người thích sự công nhận, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi thưởng tiền khi bạn đạt được các kế hoạch trả thưởng. Bạn sẽ kiếm được tiền thưởng từ $100 đến $50,000. Tổng số tiền thưởng lên đến 100,000 tiền thưởng thăng cấp và bạn có thể nhận được. Thu nhập thứ bảy là tiền thưởng lối sống. Bạn có muốn trả tiền mua nhà, mua xe, trả tiền học cho con cái, hay các chuyến du lịch và phần thưởng phong cách sống? Bạn có thể làm được điều này. Tùy thuộc vào cấp bậc của bạn, bạn có thể kiếm được $5,000 mỗi tháng. Chúng tôi có nói về sản phẩm, về công ty, kế hoạch trả thưởng và thời điểm. Và bây giờ tôi muốn nói điều quan trọng không kém. Hệ thống tiếp thị giúp cho bạn nhân bản doanh nghiệp của mình. Mỗi người luôn hỏi tôi, làm thế nào để tối ưu hóa mạng xã hội? Làm thế nào để phát triển kinh doanh online? Và đây là câu trả lời. Tham quan miễn phí theo thời gian thực đầu tiên trên thế giới khi bạn trở thành người quảng bá. Bạn sẽ nhận được sự sử dụng hệ thống tiếp thị của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Nó có tất cả mọi thứ mà bạn cần. Bạn có thể chọn từ hơn 40 trang giới thiệu được thiết kế chuyên nghiệp. Sau khi khách hàng tiềm năng của bạn điền vào thông tin liên hệ, hệ thống sẽ tự động hiển thị cho họ bản trình bày kinh doanh và chăm sóc họ với hàng loạt email và trả lời tự động, yêu cầu tham gia vào hệ thống kinh doanh của bạn. Mọi thứ đã được thiết lập cho bạn ngay từ khi bạn bắt đầu tham gia. Bạn không cần phải trở thành một chuyên gia hay bậc thầy, chỉ cần nhấp chuột và đăng ký. Nó đơn giản, dễ sử dụng và một người bình thường vẫn có thể thành công. Hệ thống giúp bạn nhân bản doanh nghiệp của mình, bất kể bạn sống ở đâu. Vì vậy, đừng lo lắng nếu bạn chưa từng kinh doanh trước đây trong ngành này. Hệ thống của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Những người kinh doanh online đang thành công rất lớn, đột phá các cấp bậc trong kế hoạch trả thưởng và giúp đỡ nhiều người khác làm tương tự. Hãy sẵn sàng tham gia hệ thống kinh doanh tiên tiến nhất toàn cầu. Bắt đầu không thể dễ dàng hơn. Bước 1. Đăng ký ngay lập tức. Bạn sẽ nhận được số ID kinh doanh của mình, trang web nhân bản và cổng thông tin QRI hiện đại. Ứng dụng di động miễn phí của QRI cho phép bạn quản lý và quảng bá doanh nghiệp của mình ở bất cứ nơi đâu. Đây là ứng dụng dễ sử dụng, giàu tính năng nhất trong toàn ngành. Làm mỗi khi bạn nhận được tiền, nó đều có tiếng tinh tinh. Bước số 2. Kích hoạt bằng cách chọn gói sản phẩm. Gói 1. Có một túi sách và một lọ năng lượng, cho phép bạn kiếm tiền thưởng tốc độ không giới hạn trong một tháng. Gói 2 có hai túi sách và hai lọ năng lượng, cho phép bạn kiếm tiền thưởng tốc độ trong vòng 2 tháng. Gói 4 có bốn túi sách và bốn lọ năng lượng, cho phép bạn kiếm tiền thưởng tốc độ trong giới hạn 3 tháng. Nếu bạn muốn khởi động nhanh nhất có thể, hãy chọn gói 7. Gói 7 có 7 túi sách và 7 lọ năng lượng và có thêm 100 mẫu sử dụng sản phẩm miễn phí. Đó là gói hoàn hảo để demo và làm mẫu sản phẩm. Nó cũng sẽ cho phép bạn kiếm tiền thưởng tốc độ trong vòng 6 tháng. Khi chọn một gói sản phẩm phù hợp với bạn, chúng tôi cho bạn tùy chọn theo gói lẻ, cho phép bạn tận dụng những lợi ích tuyệt vời trong QRI. Bước thứ 3, giao hàng tự động. Nếu bạn muốn mua được mức giá thấp nhất và không bao giờ lo lắng hết sản phẩm yêu thích của bạn, thì hãy nhớ chọn giao hàng tự động để tiết kiệm được 10%. Đó là cách rất tiện lợi để đảm bảo rằng các sản phẩm được đến tận nhà của bạn hàng tháng trước khi bạn hết hàng, với mức giá tốt nhất có thể. Bước thứ 4. Bạn đủ điều kiện để có thể đạt hết tất cả 7 cách kiếm tiền trong kế hoạch trả thưởng của chúng tôi. Thực hiện việc này nhanh nhất có thể bằng cách bảo trợ cá nhân hai nhà quảng bá. Thời điểm để bạn tham gia là ngay bây giờ trong lĩnh vực kinh doanh này. Không quan trọng tuổi tác nghề nghiệp của bạn, thậm chí là nơi bạn đang sống. Điều quan trọng ở đây là bạn đã sẵn sàng hành động quyết liệt để đạt được điều đó chưa? Tôi tin rằng bạn có thể làm được 3 điều đơn giản này, vì bạn sẽ trở nên thành công.
Điều đầu tiên, hãy thật năng lượng và tích cực và hỏi tất cả những người mà bạn biết rằng họ có muốn kiếm thêm tiền, giảm cân, tăng năng lượng và trông trẻ hóa hơn bao giờ hết. Tất nhiên, bạn có thể làm được điều đó. Bước thứ hai, tôi có thể giải thích mọi thứ cho bạn. Vì vậy, bạn cần phải làm điều đó ngay bây giờ. Và bước thứ ba, bạn có thể chăm sóc khách hàng tiềm năng của mình và kết nối họ với ai đó trong nhóm hỗ trợ để có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của khách hàng. Và hãy nhớ rằng, khi khách hàng của bạn tham gia, không chỉ bạn được trả tiền mà họ cũng vậy. Vì vậy, bạn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng hỗ trợ cho bạn. Và tôi sẽ nói điều này với bạn như một suy nghĩ cuối cùng. Hãy nhìn chiếc xe mơ của bạn, nghĩ đến ngôi nhà mơ ước của bạn và sống cuộc sống trong mơ của bạn. Vui lòng liên hệ với những người đã nói với bạn về Qiari và họ sẽ giúp bạn bắt đầu ngay hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào các xin chào cả nhà. Xin chào cô Cúc. Các anh chị ơi, mình còn 5 phút nữa để bắt đầu chương trình. Cả nhà hãy gửi đường link Zoom và báo mọi người vào Zoom đi ạ. Sợ là tuần vừa rồi mình thay đổi lịch cho nên là có nhiều người hôm nay không biết lịch ngày hôm nay ấy. Mọi người hãy gửi thông tin để cho các anh chị trong đội nhóm của mình tham gia vào Zoom đi ạ. Ai bật được camera thì bật camera lên. Mật khẩu cũ vẫn là mật khẩu cũ mà chị Xuân. 555666 ạ. Vẫn đường link đấy, vẫn mật khẩu đấy ạ.
nào nữa? Tôi sẽ giới thiệu về cơ hội phát triển kinh doanh tại nhà cùng Quarry. Tại sao chúng ta nên phát triển kinh doanh tại nhà? 1. Đại dịch Covid đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và cuộc sống trên toàn thế giới. Cuộc sống hàng ngày buộc phải thay đổi. Tại nhiều quốc gia, người dân phải thực hiện cách ly tại nhà. 2. Các mô hình kinh tế số và ứng dụng công nghệ trực tuyến phát triển nhanh chóng như Internet, hộ thảo trực tuyến, livestream. 3. Các công ty tổ chức kinh tế đã thay đổi phương thức hoạt động. Tại sao bạn chọn Business You Trust, nơi tin tưởng để cho kinh doanh của bạn? 1. Đội ngũ đào tạo và hỗ trợ đầy kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh toàn cầu. 2. Quy trình được thực hiện đơn giản và bài bản. 3. Công cụ hỗ trợ với công nghệ mới nhất được thiết kế đầy đủ và dễ sử dụng. 4. Khi tham gia với Business You Trust, bạn sẽ được hỗ trợ và chuyển giao quy trình và công cụ Digital Marketing, chatbot tư vấn và chăm sóc khách hàng tự động 24/7. Công nghệ livestream vượt trội. 5. Thường xuyên giao lưu học hỏi và phát triển. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để tìm hiểu và được tư vấn đầy đủ. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe. Tôi sẽ giới thiệu về cơ hội phát triển kinh doanh tại nhà cùng Quarry. Tại sao chúng ta nên phát triển kinh doanh tại nhà? 1. Đại dịch Covid đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và cuộc sống trên toàn thế giới. Cuộc sống hàng ngày buộc phải thay đổi. Tại nhiều quốc gia, người dân phải thực hiện cách ly tại nhà. 2. Các mô hình kinh tế số và ứng dụng công nghệ trực tuyến phát triển nhanh chóng như Internet, hộ thảo trực tuyến, livestream. 3. Các công ty tổ chức kinh tế đã thay đổi phương thức hoạt động. Tại sao bạn chọn Business You Trust, nơi tin tưởng để cho kinh doanh của bạn? 1. Đội ngũ đào tạo và hỗ trợ đầy kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh toàn cầu. 2. Quy trình được thực hiện đơn giản và bài bản. 3. Công cụ hỗ trợ với công nghệ mới nhất được thiết kế đầy đủ và dễ sử dụng. 4. Khi tham gia với Business You Trust, bạn sẽ được hỗ trợ và chuyển giao quy trình và công cụ Digital Marketing, chatbot tư vấn và chăm sóc khách hàng tự động 24/7. Công nghệ livestream vượt trội. 5. Thường xuyên giao lưu học hỏi và phát triển. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để tìm hiểu và được tư vấn đầy đủ. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như chúng ta đã nhìn thấy slide trên màn hình rồi thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào chương trình. Và trước lúc bắt đầu về chia sẻ về cái cơ hội này thì Trà Giang đề nghị các cô bác anh chị chúng ta thực hiện một số cái yêu cầu nho nhỏ sau đây để chúng ta cái buổi Zoom của chúng ta diễn ra được tốt đẹp. Đấy chính là trong thời gian chia sẻ thì các cô bác anh chị vui lòng không bật mic ạ. Và chúng ta hãy tích cực tương tác, có thể là nếu như các cô bác anh chị có thể bật được video, bật được camera lên thì các anh cô bác anh chị hãy bật video lên, và khi nào mà có chỗ nào tâm đắc thì các cô bác hay anh chị hãy mỉm cười gật đầu. Chính những cái sự tương tác đấy sẽ giúp cho Trà Giang cũng như là giúp cho những người chia sẻ ngày hôm nay nhận được năng lượng để chia sẻ một cách tốt nhất. Và rất còn nếu như chúng ta có câu hỏi gì hay là chúng ta cảm thấy tâm đắc với những cái chia sẻ thì các cô bác anh chị vui lòng bấm vào phần chat để chúng ta tương tác. Và nếu như các cô bác anh chị chúng ta đã sẵn sàng rồi thì Trà Giang sẽ bắt đầu phần chia sẻ của mình. Các cô bác anh chị sẵn sàng chưa ạ? Nếu như sẵn sàng rồi chúng ta bấm phím số 8 ạ. Chúng ta sẵn sàng hết chưa ạ? Trà Giang vẫn còn thấy có một số mic đang chưa tắt này. Vâng, và xin chào các cô bác anh chị, chúng ta đến với cơ hội kinh doanh cùng với Quarry. Và đây là một cái cơ hội mới, một cái cơ hội số 1. Chúng ta đang ở đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng công ty. Tại vì sao lại nói đúng thời gian ạ? Bởi vì hiện tại thì tình hình dịch đang vô cùng phức tạp, đúng không ạ? Tất cả chúng ta hiện nay thì nếu mà để bình yên nhất chính là chúng ta không đi ra khỏi nhà, và tự bản thân mỗi một người chúng ta ở nhà để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình mình. Bởi vì khi mà dịch quá nhiều thì y tế sẽ bị quá tải, và lúc đấy sẽ cái sự chăm sóc cho bản thân chúng ta sẽ không được tốt nữa.
Và trong cái tình hình dịch hiện nay, nếu như chúng ta chủ động chăm sóc được sức khỏe, nâng cao cái sức đề kháng thì nó rất là tốt cho cái việc phòng chống dịch. Và tại sao lại nói đúng công ty? Bởi vì công ty QRI là một cái công ty mà cho ra đời hai cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Nó giúp cho chúng ta tăng được cái hệ miễn dịch của cơ thể, giúp cho chúng ta chống được lão hóa. Và đồng thời cái cơ chế trả thưởng của QRI nó vô cùng tuyệt vời. Chỉ trong vòng 5 phút là chúng ta đã có thể nhận được hoa hồng, đã có thể nhận được cái tiền thưởng mà chúng ta chia sẻ cho cộng đồng. Và cái phương án ngoài cái tiền đấy ra thì cái phương án chi trả hoa hồng của QRI cũng rất là tốt. Ngoài ra chúng ta còn được sự hỗ trợ cực kỳ tốt từ công ty, từ đội nhóm, từ BIT Group, từ những cái người mà đi trước, họ miệt mài, họ luôn luôn mang cái tinh thần cho đi để làm cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta đầy đủ tài liệu, đầy đủ video, đầy đủ hình ảnh để bất cứ lúc nào các cô bác anh chị cũng có thể sử dụng và có thể dùng những cái đấy để chia sẻ cho mọi người. Xin được chia sẻ một tí về công ty QRI. Đấy là công ty được thành lập từ tháng 10 năm 2019. Có nghĩa là cho đến thời điểm này thì mới hơn 3 năm, đúng không ạ? Và nó đã có văn phòng ở trên toàn thế giới, đăng ký sản phẩm ở 70 quốc gia và có mặt trên... Chúc ăn nốt bát kia đi. Ai đang bật mic đi ạ? Gần 200 quốc gia và nó có một cái sản phẩm đột phá độc quyền, chính một cái sản phẩm dinh dưỡng nhưng nó có đột phá độc quyền. Tức là thay vì cái việc bình thường nếu như chúng ta muốn có một sản phẩm nâng cao hệ miễn dịch thì chúng ta uống một sản phẩm này, chúng ta muốn trẻ hóa chúng ta lại phải uống thêm sản phẩm trẻ hóa, chúng ta muốn giảm cân chúng ta uống thêm sản phẩm giảm cân. Tức là rất nhiều tác dụng trong một cái sản phẩm, trong khi bình thường nếu như chúng ta muốn có những cái tác dụng đấy thì chúng ta phải sử dụng rất nhiều, tức là phải 7 đến 8 loại chúng ta mới đạt được. Vậy thì ở QRI nó còn có gì đặc biệt nữa? Đấy chính là cái đội ngũ lãnh đạo là có rất nhiều năm kinh nghiệm trong cái ngành tiếp thị đa cấp, rất là tuyệt vời. Và tại QRI thì người ta tận dụng cái sức mạnh của trái ma quy. Đây được gọi là siêu trái cây số 1 của thế giới bởi vì nó có cái tác dụng là giảm cân, tăng cường cái năng lượng và làm cho mình lúc nào cũng cảm thấy tuyệt vời, lúc nào cũng cảm thấy hết sức là trẻ trung, hết sức là tươi mới. Và công ty QRI chính là công ty đầu tiên và duy nhất đưa trái ma quy đến với thị trường quốc tế. Trái ma quy nó là một cái trái mọng nhỏ màu tím. Nếu như các cô bác anh chị mà nhìn thấy trái mồng tơi ấy, nhìn thấy trái mồng tơi rồi thì chúng ta nhìn trái ma quy nó cũng gần gần giống như trái mồng tơi. Tuy nhiên và nó được giới khoa học phát hiện ở gần đây, nó sinh trưởng ở Patagonia ở Chile. Đây là một trong những nơi mà sạch nhất trên trái đất. Ở trái ma quy có gì ạ? Trái ma quy thì giàu chất chống oxy hóa, rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nó có dưỡng chất thực vật và đặc biệt nó có amino acid. Nếu như các cô bác anh chị muốn biết amino acid như thế nào thì chúng ta hãy có thể Google, nó sẽ có rất rất nhiều các tác dụng mà được sử dụng trong đời sống hàng ngày cũng như là được áp dụng trong y học. Trà Giang chỉ nói đơn giản một ít ví dụ thôi, tức là amino acid thì nó có thể giúp chống lão hóa này, giúp làm sạch cái thành mạch này, rồi là chống được các cái gốc tự do trong cơ thể và nhiều các cái tác dụng khác. Đặc trưng khác biệt đấy chính là gồm hai cái loại chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Đấy là chất delphinidin và chất anthocyanin. Cái chất anthocyanin thì tạo cho trái ma quy có màu tím sẫm và delphinidin thì nó là chiếm 80% thành phần của trái ma quy. Và đây là một cái hợp chất chống oxy hóa một cách hiệu quả nhất.
Bình thường đối với những cái chất chống oxy hóa khác thì nó chỉ có được một cái tác dụng, một cái tác dụng về cái chống gốc tự do thôi, tức là đối với một gốc tự do thôi. Nhưng đối với trái ma quy thì nó ở một cái phổ rất là rộng, trong 6, trong tận 6 cái loại chất chống chất tự do, chống được 6 cái loại gốc tự do. Và từ năm 600 sau công nguyên thì người Mapuche là họ đã rất là tôn sùng trái ma quy. Họ coi đó là cội nguồn của sức khỏe, của sinh khí và sức bền. Và đồng thời hàng năm đến ngày mùa thì họ làm lễ hết sức tôn nghiêm, hết sức là linh thiêng để cầu nguyện cho sức khỏe của bộ tộc, cầu nguyện cho sức khỏe của những người ở đây, và họ coi như nó làm cầu nguyện cho một cái mùa bội thu, hết sức tôn nghiêm ạ. Và Quiari thì hợp tác với người Mapuche bản địa ở tại địa phương thu hoạch cái trái mọng này theo lối hữu cơ, tức là hoàn toàn thiên nhiên, hoàn toàn sạch, hết sức là không có những cái chất độc hại. Và trên màn hình chính là tiến sĩ John Hunker. Đây là một chuyên gia số 1 của thế giới về ma quy và đồng thời cũng là cố vấn khoa học của Quiari. Ông được Tổ chức Y tế Thế giới cấp một khoản tài trợ vô cùng lớn, đấy chính là 5 triệu đô la để nghiên cứu về cái sản phẩm này. Và trên chúng ta hãy nhìn lên màn hình, đây là cái biểu đồ về cái điểm ORAC. Điểm ORAC chính là một cái điểm mà để đo lường sức mạnh chống oxy hóa của thực phẩm. Và điểm ORAC càng cao thì cái lợi ích chống oxy hóa càng lớn. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng là chúng ta hãy sử dụng 3.000 đơn vị ORAC mỗi ngày. Và một người bình thường thì chỉ cần sử dụng 1.200 đơn vị ORAC trên mỗi ngày. Vậy ở trái ma quy chúng ta hãy nhìn đi ạ. Trái ma quy nó gấp 30 lần so với lựu, gấp nhiều lần, gấp 20 lần so với trái nhầu, gấp nhiều lần so với trái agai, trái măng cụt, và gấp 3-4 lần so với 4-5 lần so với trái việt quất. Và cho đến thời điểm này thì trái ma quy nó đang có chỉ số điểm ORAC lớn nhất được phát hiện tính đến thời điểm này. Chính vì thế mà nó được gọi là siêu trái cây thế giới, siêu trái cây thế mật số 1 thế giới. Đây ạ, như vừa nãy Trà Giang đã có chia sẻ về cái này, đấy chính là cái khả năng bảo vệ phổ rộng nhất. Hầu hết các cái chất oxy hóa thì nó chỉ có khả năng bảo vệ hạn chế đối với một nguyên tử gốc tự do bất ổn, có thể gây làm tổn hại tế bào và dẫn đến các cái bệnh tật cũng như là quá trình lão hóa. Nhưng riêng đối với trái ma quy thì nó giúp bảo vệ chống lại 6 gốc tự do sơ cấp. Và gốc tự do là cái gì ạ? Gốc tự do chính là những cái tế bào mà nó đi lang thang, nó gọi là bất trị, những đứa con bất trị lang thang trong cơ thể. Và khi nó lang thang như thế thì nó gây ra lão hóa, nó gây ra nhiều loại bệnh, thậm chí là ung thư, các cái tế bào lạ nó gây ung thư. Và khi dùng cái sản phẩm Quiari này thì nó tạo ra một cái đội chiến binh để chống lại các cái gốc tự do này. Đội chiến binh này khi nhìn thấy các cái gốc tự do thì sẽ xông vào bao vây và tiêu diệt các cái gốc tự do để giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh và được trẻ hóa. Và tiến sĩ John Hunker đã nghiên cứu ra được cái hoạt chất ma quy từ cái chiết xuất từ cái trái ma quy này, và đây nó có sức mạnh gấp 10 lần một cái trái ma quy đơn lẻ. Đồng thời Quiari cũng mua độc quyền cái hoạt chất này. Chính vì thế chúng ta sẽ không tìm thấy ở bất cứ công ty nào có được cái hoạt chất ma quy. Rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? Và tiếp theo đấy chính là một số cái lợi ích của cái trái ma quy. Nó hỗ trợ và tăng cường cho cái việc giảm cân, tăng mức năng lượng, tăng hệ miễn dịch, chống lão hóa, phản ứng viêm lành mạnh, thải độc cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, sức
khỏe thị giác, tăng cường sức khỏe của làn da và cái mức đường huyết tốt, tức là làm ổn định cái mức đường huyết. Chính vì thế mà trong những cái trường hợp sản phẩm này nó lại dùng rất tốt cho những người tiểu đường. Mặc dù là những người bị mắc bệnh tiểu đường thì kiêng đồ ngọt, nhưng cái vị ngọt ở trong trái ma quy nó là hoàn toàn vị ngọt từ trái cây, hoàn toàn là vị ngọt từ thiên nhiên, cho nên những người mắc bệnh tiểu đường cũng có thể sử dụng tốt. Hay là những người mà như Trà Giang nói từ đầu, đấy chính là bây giờ thì đang thời điểm dịch, chúng ta luôn luôn phải nâng cao sức khỏe, chúng ta luôn luôn phải tăng cường cái hệ miễn dịch để cho cơ thể của chúng ta có được một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh. Chính vì thế nếu như chúng ta sử dụng cái sản phẩm làm từ trái ma quy sẽ giúp cho cơ thể chúng ta có được hệ miễn dịch mạnh mẽ để có thể chống đỡ, và có thể ngoài cái việc nâng cao sức khỏe thì có thể chống đỡ với bệnh tật hoặc là chống đỡ với cái đại dịch virus hiện nay. Và nếu như chúng ta mà chẳng may mắc phải cái virus thì khi cơ thể của chúng ta có cái miễn dịch tốt thì chúng ta cũng sẽ bị nhẹ hơn so với những người khác, chúng ta cũng sẽ nhanh khỏi hơn so với những người khác. Sản phẩm đầu tiên mà Trà Giang muốn giới thiệu với các cô anh chị đấy chính là sản phẩm Query Sách. Đây là một cái sản phẩm mà dùng thì vô cùng đơn giản. Nó là một sản phẩm dạng bột, có hai vị, đấy chính là vị sô-cô-la và vị vani. Ai thích uống sô-cô-la thì chúng ta có thể chọn sô-cô-la, ai thích uống vani thì có thể chọn vani. Cách dùng đơn giản đấy chính là dùng 240 cho đến 360 ml nước. Sau đấy thì chúng ta cho một thìa Query Sách, chúng ta lắc đều lên và uống vào bữa sáng, thay ăn sáng hàng ngày. Các cô bác, nếu như trường hợp nào chúng ta muốn giảm cân, chúng ta thay ăn sáng hàng ngày. Nếu như chúng ta, những người nào mà có thân hình đẹp rồi hoặc là muốn tăng cân thì chúng ta dùng thêm sau bữa ăn. Vậy thì ở Query Sách có cái gì ạ? Có trái ma quy đương nhiên rồi ạ, và có ma quy X, có 24 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết cho cơ thể, có protein, có men probiotic, chất xơ và lá rau xanh. Lợi ích của nó thì có rất là nhiều cái lợi ích mà như từ nãy Trà Giang chia sẻ, đấy chính là giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch này, ở cái cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất. Nếu như bình thường một bữa ăn, các cô anh chị không biết là những cô anh chị ở đây, trong một ngày chúng ta nấu ăn, chúng ta mỗi một bữa ăn chúng ta nấu bao nhiêu món ạ? Các cô anh chị có thể comment được không ạ? Cho Trà Giang hỏi là mỗi một bữa ăn chúng ta nấu bao nhiêu món thức ăn ạ? Và theo các nhà khoa học nghiên cứu thì các nhà dinh dưỡng nghiên cứu thì để đảm bảo chất, đảm bảo dinh dưỡng trong một ngày thì mỗi một bữa ăn chúng ta phải ăn từ 10 cho đến 16 loại. 16 loại nhé các cô bác anh chị nhé. Tức là từ 10 cho đến 16 loại thì mới cung cấp đầy đủ được các vi chất dinh dưỡng, các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Thế nhưng theo cái thói quen của người Việt Nam thì chúng ta không làm được điều đấy. Bình thường mỗi một gia đình, những bữa ăn bình thường, chúng ta thường sẽ chỉ có 3 đến 4 món thôi đúng không ạ? Và chỉ những cái ngày lễ, ngày Tết chúng ta mới có 10, mười mấy món. Vậy thì thay vì cái việc chúng ta có thể sử dụng nấu một cái bữa ăn cầu kỳ như thế thì chúng ta uống một cốc Query Sách là đã cung cấp đầy đủ các cái vi chất, các loại vitamin để cung cấp cho chúng ta sức khỏe tốt. Tuyệt vời hay là rất tuyệt vời ạ? Rất là tuyệt vời. Cảm ơn sản phẩm Query Sách của Query. Và hiện nay trong cái thói quen ăn uống của người Việt chúng ta thì đang bị thừa về chất, đã thừa về lượng nhưng lại thiếu về chất, đang bị thừa về thô, chất thô nhưng lại thiếu về đấy chính là và chính vì thế mà chúng ta ngay bây giờ chúng ta cần phải thay đổi những cái thói quen ăn uống, thay đổi thói quen sinh hoạt để giúp cho chúng ta cũng như là giúp cho gia đình chúng ta có được một cái sức khỏe tốt.
Sản phẩm thứ hai mà Trà Giang muốn giới thiệu với các cô bác anh chị đấy chính là Query Energy. Đây là một cái sản phẩm dạng viên và nó hỗ trợ rất tốt trong cái việc đốt mỡ, hỗ trợ rất tốt trong cái việc những cô bác anh chị nào mà muốn giảm cân, muốn tăng cái sự tập trung mạch lạc để chúng ta tập trung đầu óc vậy thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Và thường khi những cái người mà thừa cân ấy, những cái người béo phì ấy, thì sẽ hay bị thèm ăn, hay bị thèm đồ ngọt và hay bị những cơn đói giả. Chúng ta có hiểu vì sao gọi là cơn đói giả không ạ? Những cái cơn đói giả đấy chính là khi mà cơ thể chúng ta thèm ăn, nhưng không phải vì cơ thể thiếu chất mà đơn giản nó chỉ là cái thói quen thôi và làm cho chúng ta thèm ăn, nhưng vì cơ thể của chúng ta không có nhu cầu, không cần phải sử dụng đến năng lượng của cái bữa ăn đấy, cho nên khi chúng ta sử dụng thì nó sẽ tích tụ lại, nó sẽ gây ra dư thừa và nó sẽ gây ra mỡ thừa, gây ra các cái loại mỡ thừa trong cơ thể. Chính vì thế những người béo càng béo. Và khác với những cái loại thuốc mà sử dụng giảm cân để giúp giảm cân trên thị trường, có những loại sản phẩm mà chỉ cần uống trong một tháng đã có thể xuống 5 đến 10 cân, thì những cái loại đấy đa phần cái cơ chế của nó là làm cho mất nước trong cơ thể. Cho nên khi cân nặng thấy là giảm cân nhưng da rẻ thì nhăn nheo, rồi là người thì mệt mỏi, rồi ăn không ngon, ngủ không ngon, rất nhiều hệ lụy sau đấy. Nhưng sản phẩm Query thì uống vào cảm thấy rất bình thường, ăn vẫn bình thường, chỉ là không thèm đồ ngọt, chỉ là không thèm ăn vặt, và cũng như là không da thì không bị nhăn nheo, không bị mất nước. Có khi những người sử dụng sản phẩm Query không xuống nhiều cân đâu ạ, có khi chỉ xuống rất ít cân, nhưng mình đo cái chỉ số của cơ thể, đo ví dụ như là vòng 2 nó bị thừa cân thì đo cái chỉ số nó xuống rất là nhiều. Và nếu trong trường hợp những cô bác anh chị nào mà có mỡ máu, mỡ thừa, mỡ nội tạng thì trước khi sử dụng sản phẩm Query chúng ta hãy làm một cái xét nghiệm máu, và sau khi chúng ta sử dụng 3 tháng chúng ta đi xét nghiệm lại thì Trà Giang đảm bảo với các cô bác anh chị chúng ta sẽ có một cái kết quả hoàn toàn khác. Và uống cái sản phẩm Query Energy này thì nó không gây bồn chồn, không kích thích, nó là một cái năng lượng tự nhiên. Tuy nhiên thì cách dùng đấy chính là dùng 2 viên một ngày, và các cô bác anh chị hãy dùng một viên vào buổi sáng và một viên vào buổi trưa. Không nên sử dụng sản phẩm vào buổi tối, trừ khi những người nào ví dụ như là làm nhà văn hay là những người nào mà nghiên cứu mà cần làm việc buổi đêm để có cái sự minh mẫn, để có cái sự tập trung, thì lúc đấy hãy uống vào buổi tối, bởi vì trong Query này, cái viên năng lượng này nó có cả cà phê, cho nên nếu như các cô bác anh chị uống sản phẩm này vào buổi tối có thể gây mất ngủ không tốt. Rất là nhiều kết quả ở trên này thì sẽ chỉ đưa ra một số kết quả minh chứng cho những cái, đây là những cái người mà đã sử dụng sản phẩm. Các cô bác anh chị có thể lên trang web query.com để chúng ta tìm hiểu thêm. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn những người đã sử dụng sản phẩm thì họ càng ngày càng trẻ da, họ có thân hình đẹp hơn, họ tự tin hơn. Đây là một người đàn ông Adam Booker mà đến từ Mỹ. Anh này đi máy bay thì thường phải xin nối cái dây an toàn mới thắt được cái dây an toàn của anh ấy. Và sau khi giảm 127 pound là không biết bao nhiêu, tức là rất rất nhiều đấy ạ, mấy chục cân liền, thì anh đã có một cái thân hình rất là tốt và không còn phải đeo dây nối dài nữa. Hay là chị Annie Cano, người Mexico này, chúng ta nhìn hình ảnh so sánh trước và sau khi sản phẩm chúng ta cũng có thể thấy là như hai cô cháu đúng không ạ? Một người trước khi sử dụng thì rất là già trông phốt pháp, trông rất là béo, và một cái người bên cạnh thì
Mặc dù là cái chị này chắc cũng mới sử dụng một thời gian ngắn thôi, nhưng mà người nó đã năng lượng hơn rất là nhiều, nó đã thon hơn rất là nhiều và trẻ hơn rất là nhiều. Kể cả đàn ông họ cũng quan tâm đến cái việc là giảm mỡ bụng và giảm cân nặng. Và đồng thời khi giảm được điều đấy thì họ trẻ hơn, đúng không ạ? Vừa xong là chúng ta thấy những kết quả đến từ thế giới, còn đây là kết quả Việt Nam. Đây là chị Cindy Hồng Huỳnh ở Việt Nam. Một cái hình ảnh các chị em phụ nữ sau khi sinh thì thường có cái vòng hai rất là... đây là một cái nỗi ám ảnh cũng như là một cái nỗi buồn, nỗi trăn trở của chị em phụ nữ. Nhưng sau khi sử dụng sản phẩm Query chưa đầy 3 tháng thì chị đã có cái thân hình mà đến cả những cô gái họ cũng mơ ước. Vòng 2 rất là đẹp. Phần chia sẻ về sản phẩm Query của Trà Giang đến đây là hết.